Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, đã dành nhiều lời ca ngợi trước chiến thắng lịch sử của tuyển nữ Philippines tại World Cup 2023. Sariya Golden đã khắc tên mình vào lịch sử sau khi Philippines giành chiến thắng 1-0 trước đồng chủ nhà New Zealand. Trang chủ FIFA bày tỏ sau khi tuyển nữ Philippines đã vượt qua chủ nhà New Zealand ở lượt trận thứ hai của bảng A World Cup nữ 2023 diễn ra chiều 25 tháng 7. Dù có màn khởi đầu tốt ở trận ra quân với chiến thắng trước Na Uy và được đánh giá cao hơn đại diện của Đông Nam Á, tuyển nữ New Zealand đã bất ngờ gánh chịu thất bại với tỷ số xít sao 0-1 trước Philippines sau khi để tiền vệ Sariya Golden ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 24. Nói về điều này, trang chủ FIFA viết, New Zealand tự tin bắt đầu trận đấu để tìm kiếm thêm lịch sử sau chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2023 trước Na Uy trong trận mở màn giải đấu. Thế nhưng, tuyển nữ Philippines đã làm choáng váng cả sân vận động Wellington vốn đã cháy vé vào sân khi Golden ghi bàn thắng đầu tiên cho họ trong trận đấu ở phút 24. Đó là bàn thắng đầu tiên của bất kỳ đội tân binh nào ở kỳ World Cup năm nay. Bày tỏ về trận thua của đội nhà, hậu vệ Katie Bowen của New Zealand tỏ ra thất vọng. Trận thua này thật khó nuốt trôi, thật đáng thất vọng, tôi cảm thấy chúng tôi có cơ hội và kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng, nhưng chúng tôi không đủ tốt ở khâu dứt điểm cuối cùng và họ đã làm tốt hơn chúng tôi một chút. Huấn luyện viên Jitka Klimkova của New Zealand cũng chia sẻ nỗi thất vọng sau trận thua của đội nhà khi nói, tôi phải nói rằng, thật đau lòng cho tất cả mọi người trong đội này. Chúng tôi đã chơi để giành chiến thắng ngày hôm nay nhưng điều đó đã không diễn ra theo cách của chúng tôi. New Zealand đã chiến đấu đến cùng nhưng vẫn chưa đủ. Chúng tôi đã thiếu một mảnh nhỏ trong quá trình thực hiện và điều đó mang tính quyết định ngày hôm nay. Chúng tôi một lần nữa tiếp tục thống trị trận đấu. Có quá nhiều cơ hội nhưng chúng tôi không tận dụng tốt như trận đấu với Na Uy. Toàn đội buộc phải xem lại cách chơi và tìm cách có thể vượt qua Thụy Sĩ ở lượt cuối. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.